Đã một tuần điều trị tại khoa virus ký sinh trùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, ba mẹ đang mang thai tuần thứ 26 này phải nhập viện trong tình trạng sốt cao và đau họng. Theo chẩn đoán là mắc cúm A và đã tác động xấu xuống phổi. Virus nó xâm nhập thì cũng rất là lo cho con ấy. Thứ nhất là tuần 2 mà nhỏ ấy, thì càng phải theo dõi hơn. Thai lớn hơn thì là nguy cơ sinh non nó cao. Tại ngày hôm nay thì chúng tôi có 6 bệnh nhân. Thế còn thì tính tổng số cả cái tháng 11 của chúng tôi thì là 81 bệnh nhân vào viện. Phía cái khu vực mà các bệnh nhân ở vùng Đông Anh ấy và cái vùng gần với cả Kim Trung Đông Anh thì số lượng bệnh nhân cúm cũng vào tương đối nhiều. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong tháng 11 vừa qua cũng đã tiếp nhận gần 500 ca mắc cúm để điều trị nội trú. Trong những cái trường hợp mà ở lớp học có bạn mắc cúm rồi chẳng hạn, thì khi các em bé đi học về thì cha mẹ vệ sinh sạch sẽ đường hô hấp cho em bé, có thể nhỏ mũi vệ sinh bằng cái dung dịch nước muối 9/1000. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể tiêm phòng vaccine cúm cho các trẻ, bởi vì cái vaccine cúm để phòng các loại cúm mùa mà trẻ thường mắc cũng khá là hiệu quả. Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus chủng H1N1, H5N1 và H7N9 gây nên. Để đối phó với đợt cúm mùa hiện nay, các trung tâm tiêm chủng đã chủ động tăng cường nhập thêm nhiều loại vaccine phòng cúm. Như tại trung tâm VNVC, một tháng qua, số lượng người đến tiêm cúm đã đông hơn hẳn so với trước. Ước tính toàn hệ thống đón khoảng 20.000 người trong tháng 11, gấp đôi so với tháng 9 và tháng 10. Chúng ta không nên trì hoãn việc tiêm cúm mà nên tiêm cúm một cách đúng lịch, bởi vì là sự khác biệt giữa hai vaccine, giữa hai mùa cúm thì nó không có quá nhiều sự khác biệt. Ở tại VNVC thì có đầy đủ tất cả các loại vaccine phòng cúm hiện nay, ví dụ như vaccine cúm Vaxigrip của Pháp, vaccine Influvac của Hà Lan và vaccine cúm của Hàn Quốc. Thêm nữa là VNVC cũng tiếp nhận cái vaccine cúm của Việt Nam mới được sản xuất trong thời gian vừa qua. Phụ nữ mang thai, trẻ em và người già là những đối tượng dễ bị nhiễm cúm nhất do sức đề kháng kém. Vì thế, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, những đối tượng này cần được tiêm phòng sớm và đủ liều.